Tại An Giang, trong bối cảnh các hoạt động lễ hội cuối năm đang đến gần, để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh, sản xuất, mua bán trở lại trong trạng thái bình thường mới, nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thống nhất chủ trương ngừng áp dụng biện pháp yêu cầu người dân không ra đường trong thời gian từ 20 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, trừ các địa phương thuộc cấp độ 4. Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trừ các địa phương thuộc cấp độ 4 được phép hoạt động với hình thức bán hàng phục vụ khách tại chỗ nhưng không phục vụ bia rượu, chỉ phục vụ 50% công suất và phải đảm bảo các biện pháp phòng dịch. Bên cạnh đó, chủ quán, tổ bếp và người phục vụ phải được tiêm vaccine đủ liều sau 14 ngày. Các biện pháp tạm thời trên được áp dụng thực hiện kể từ ngày 20 tháng 12 cho đến khi có thông báo mới.